Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em lên cái một máy chà nhám của hãng Bosch. Thì máy chà nhám này bằng pin và nó sản xuất tại Hungary. Bằng pin thì pin 18V 1.5. Cái này anh em về có pin sạc rồi thì mình mua cái thân máy của hãng Bosch mà tích hợp với pin này thì đỡ cho mình sử dụng chung của nó nha anh em. Thì cái máy này nó là sản xuất tại Hungary đây ạ. Đây ạ. Sản xuất tại Hungary và chà nhám nó rung. Thì anh em mà mua về sử dụng chung cái anh em mua cái pin cái máy sản xuất Bosch mà anh chung với cái này thì sử dụng chung nó anh em ha. Và pin này nó cũng sản xuất tại Hungary luôn nha anh em. Pin này thì nó tầm khoảng 99% đấy. Pin sản xuất tại Hungary và máy cũng sản xuất tại Hungary, tuyệt đẹp đấy. Nói chung là chưa qua sử dụng. Bao gồm có một máy, một pin, một sạc và giá của nó là 1.700.000, rất là rẻ luôn. Sạc này thì từ 14V 4 đến 21V. Sạc này đấy. Sạc này có hãng Bosch và 220. Thì cái bộ này là chưa qua sử dụng nhưng mà nó có dính bụi. Đi kèm với nó là một cái bộ nhám của hãng Bosch luôn. Bộ nhám này mình cũng chưa khui ra, đỡ cho anh em tự khui ha. Đấy. Nhám này chỉ dán vào này thôi. Chỉ có giá 1.700.000 mà sản xuất tại Hungary nguyên cái bộ này và có pin và sạc rồi. Thì anh em mua cái thân máy khoang này, cái máy vít này của hãng này, của hãng Bosch này về sử dụng rất là ok. Và hàng này không có hàng giả ha. Hàng Hungary về. Đấy. Rồi ok, mình test này. Nó rung nó đánh này, rất là đẹp nha. Rung đánh rất đẹp nha anh em ha. Rồi, những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng, em cảm ơn anh em.